kẻ dính chết ta trên con đường chinh phục chính mình. Không đầu hàng ta sẽ khuất phục kẻ lười biếng, con quỷ hèn nhát trong ta. Trên đường vinh quang ta đi có những đồng đội bên cạnh để tiếp thêm cho ta những sức mạnh vô hình, giúp ta vượt lên tất cả chiến thắng trong từng khoảnh khắc để ta được khoác vai nhau trên đỉnh vinh quang. Và hẹn mọi người vào buổi tập ngày mai nhá. Yes, bye bye.